Xin được mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thưa quý vị, xem tử vi tháng 1 cho những người tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 sẽ giúp cho quý vị biết rõ được vận hạn tổng quát của chính mình trong tháng 1 âm lịch sẽ diễn ra như thế nào. Việc xem tử vi cho tuổi Ất Mùi trong tháng 1 là việc làm rất cần thiết, giúp cho quý vị có được sự chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt đối với những biến cố xảy ra trong tháng 1 này. Và nhờ đó thì quý vị sẽ nắm bắt được tất cả những điều tốt xấu về vận mệnh cũng như là về vận hạn tử vi trong tháng 1 âm lịch này. Xem tử vi cho tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 trong tháng 1 âm lịch cho thấy vận tháng 1 là thời điểm khá ổn định về tài chính của quý bạn. Tuy có những tháng chúng ta cần phải suy nghĩ, lao tâm khổ tứ, mệt mỏi một chút, nhưng về tổng quan thì về mọi việc có thể giải quyết một cách êm đềm. Và sau đây thì không để cho quý vị chờ đợi lâu hơn, sẽ là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Ất Mùi sinh năm 1955. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 trong tháng 1 âm lịch năm 2022. Người tuổi Ất Mùi sinh năm 1955, hiền hòa, khéo léo, dịu dàng, hiếm khi gây chuyện với người khác nên được mọi người vô cùng quý mến. Họ thích sạch sẽ, gọn gàng, sòng phẳng nhưng lại ưa hoàn mỹ nên nhiều khi bản mệnh phải suy nghĩ cả những chuyện nhỏ nhặt. Có thể nói người tuổi Ất Mùi là người rất trọng nghĩa khí, coi trọng bạn bè. Họ có thể vì bạn bè mà hy sinh bản thân, không tính toán được mất ra sao. Chỉ là tính cách có phần bị ảnh hưởng quá nhiều về cảm xúc, ý kiến đưa ra mang tính chủ quan nên cẩn trọng khi tính chuyện làm ăn hợp tác cùng với người khác. Vận mệnh của người tuổi Ất Mùi khá vất vả vào tiền vận, phải chờ tới trung vận thì mới có được cuộc sống ổn định, an nhàn. Ngoài ra mệnh chủ không thích hợp để kết hôn sớm, nên kết hôn muộn thì cuộc sống gia đình sẽ hạnh phúc bền lâu. Tháng này bản mệnh không có quá nhiều may mắn, công việc của bản thân gặp một số vấn đề rắc rối biến động, thời tiết thay đổi khiến cho sức khỏe của gia chủ ảnh hưởng đáng kể. Các căn bệnh tuổi già được dịp tái phát, thời gian này bạn luôn gặp những rắc rối với người bạn đời của mình, mâu thuẫn xuất phát từ những lý do rất nhỏ nhặt khiến bạn mệt mỏi, nên đứng vào vị trí của nhau để nhìn nhận, thông cảm và thấu hiểu cho nhau. Xét về thiên can, Ất âm mộc gặp nhâm dương thủy nên gọi là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Ất Mùi trong tháng này, cần phải cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề, cần phải bình tĩnh để đưa ra phương án, hợp lý, tránh gặp phải những thị phi không cần thiết, làm phật lòng những người xung quanh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Nếu vẫn đang đi làm, sự nghiệp trong tháng có nhiều biến động, dễ vấp phải trắc trở hoặc bị người khác gây khó dễ, bất hợp tác. Hơn nữa, nếu không kiểm soát cảm xúc của mình, bạn rất dễ bị cảm xúc dẫn lối mà bỏ qua việc dùng lý trí để suy xét mọi việc. Ở độ tuổi này, chắc hẳn chính gia chủ cũng không hề muốn xảy ra tranh chấp, cãi vã và đấu tố. Nên nếu có thể, hãy chủ động tránh những rắc rối không đáng có. Nhớ rằng, dĩ hòa, vi quý. Người đã về hưu có thể an nhàn tận hưởng cuộc sống êm đềm bên gia đình, con cháu và những thú vui tuổi già của mình. Trong tháng sẽ phát sinh những vấn đề cần làm việc với cơ quan hành pháp và nhìn chung sẽ được tiến hành thuận lợi. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc Đại Tướng Quân. Dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Ất Mùi để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hãy hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Đã sống đến độ tuổi này, bản mệnh không đặt nặng vấn đề tiền bạc mà chỉ quan tâm tới việc quây quần bên con cháu, ăn nhàn tận hưởng tuổi già. Cần phải cẩn thận với những lời mời chào đầu tư với mức lãi suất cao, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản, kẻo lọt vào bẫy lừa gạt của những kẻ xấu khiến cho tài sản tích góp cả đời hao hụt, không có gì đáng lo ngại. Gia chủ có thể sử dụng sự khéo léo của mình để thu được lợi ích và nên bình tĩnh cũng như là lý trí hơn. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải chú ý vì còn dấu hiệu phá tài trong tháng này. Nếu gia chủ không biết cân đối tài chính thì tiền của bạn sẽ không cánh mà bay. Bạn cũng sẽ mất một khoản tiền lớn cho con cái, có thể là xin việc hoặc cưới hỏi. Việc bạn cần làm đó chính là xây dựng nhật ký chi tiêu hợp lý để có một khoản để dành cho sau này. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, Thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại.
khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng để cho các quý gia chủ có được công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tuổi tác cao khiến cho sức khỏe ngày càng giảm sút, âu cũng là chuyện thường tình. Ngoài ra, hệ tiêu hóa cũng xuất hiện dấu hiệu bất ổn, chú ý ăn uống và sinh hoạt lành mạnh. Bản mệnh cần phải chú ý an toàn khi đi lại, điều khiển phương tiện giao thông, tránh không để xảy ra tai nạn thương tổn ngoài ý muốn. Những người vẫn còn đang nặng lòng với sự nghiệp thì tinh thần của người tuổi Ất Mùi có phần không được tốt như các tháng trước đó do bị chi phối bởi tình trạng công việc. Đành rằng ở độ tuổi này, sức khỏe của bạn đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm và có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già, nhưng cũng là do bạn chủ quan, không quan tâm đến sức khỏe. Hãy dành thời gian cho bản thân mình nhiều hơn. Các quý gia chủ tuổi Ất Mùi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Ất Mùi. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Cảm xúc của bản mệnh lên xuống thất thường gây ảnh hưởng ít nhiều tới chuyện tình cảm. Người đã lập gia đình không dành nhiều thời gian bên nửa kia, khiến cho đôi bên trở nên xa cách và thiếu sự thấu hiểu, khiến số lần chiến tranh lạnh nhiều lên trông thấy. Ở độ tuổi này, tình yêu và mối quan hệ có thể bằng phẳng, vì niềm đam mê và sự ngọt ngào ban đầu của tình yêu đã biến mất, để lại những chuyện vặt vãnh hàng ngày. Chìa khóa để cải thiện mối quan hệ đó chính là quản lý nó. Người bạn đời ở bên cạnh bạn giờ đây đã trở thành người tâm giao, cùng nhau chia sẻ khó khăn, nuôi dạy con cái. Các bạn đã bên nhau nửa đời người và đủ hiểu được cái gì cần thiết với gia đình của mình. Bên cạnh đó, bạn cũng cần phải lắng nghe tâm sự của vợ chồng mình để mối quan hệ của cả hai người được tốt hơn. Đừng áp đặt quan điểm cá nhân và bắt họ phải theo ý của mình. Mối quan hệ với con cái có phần hanh thông, tình cảm hơn. Những người con của bạn đã trưởng thành, biết tự lo lắng cho bản thân và có gia đình riêng. Cuối tuần, gia đình thường có những buổi tập tụ chung và đây cũng chính là cách để giảm căng thẳng giữa bạn và người bạn đời của mình. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2022 tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 1 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 1 năm 2022, tức ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến 2 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 1 Nhâm Dần có nạp âm là Kim Bạc Kim, tháng Dần lục hợp hợi, tam hợp ngọ và tuất thành hỏa cục, xung thân, hình tỵ, hại tỵ, phá hợi và tuyệt dậu. Đối với người tuổi Ất Mùi, trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 5 tháng 1 năm 2022, tức ngày 5 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Sửu, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 17 tháng 1 năm 2022, tức ngày 17 tháng 2 năm 2022. Dương lịch có nạp giáp là Tân Sửu, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 29 tháng 1 năm 2022, tức ngày 1 tháng 3 năm 2022. Dương lịch có nạp giáp là Quý Sửu, có nạp âm là Tang Trá Mộc. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ất Mùi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Ất Mùi trong tháng 1 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 10 tháng 1 năm 2022. Tức ngày 10 tháng 2 năm 2022, dương lịch, có nạp giáp là Giáp Ngọ, có nạp âm là Sa Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 22 tháng 1 năm 2022, tức ngày 22 tháng 2 năm 2022, dương lịch, có nạp giáp là Bính Ngọ, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Đây chính là 2 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 trong tháng 1 âm lịch. Và chắc hẳn là quý vị cũng đã biết là mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình này thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày để có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại!